OK, thì là mới đây nhà mới làm xong bánh ướt, bánh cuốn chay. Ha. Thì bây giờ làm xong rồi á, mới nguội rồi á, thì Quang Dương cắt nó từng miếng nhỏ, xong rồi thành một dĩa cho Quang Dương. Bây giờ Quang Dương mới ăn nè. Xong rồi cắt xong hết từng miếng rồi á, thì mình có những cái bánh ướt, bánh cuốn nhỏ như vậy. Bánh cuốn bánh nước chai này á, thì không có cái gì khác, chẳng hạn như thịt như nha, thà đồ biển nha cả nhà. Bánh cuốn chai, bánh nước chai này chỉ là rất là đơn sơ, đơn giản như thôi, chỉ có rau giá luộc với rau sống, và đậu phộng, nước mắm chay cay và hành hành đỏ, hành khô, hành phi, vậy thôi. Chứ đáng lý là bún, đáng lý là bánh cuốn chay là phải có nấm với đậu hũ, nhưng mà lần này thì nhà mình làm bánh cuốn chay đơn sơ thôi, cho nên không có đậu hũ hay nấm nha cả nhà, thông cảm nha. Có thể có lẽ là lần sau á, là nhà mình sẽ làm cái món bánh cuốn chay vừa có chả chả lụa chay cũng có nữa, mà lần này cũng không có chả lụa chay luôn. Cho nên lần sau thì sẽ có chả lụa chay và nấm luộc, xào nấm và đậu hũ luôn. Ok, lần này ăn bánh cuốn chay, bánh nước chay rất là đơn sơ. Ok, chỉ có rau, đậu phộng, nước mắm chay và hành phi khô thôi, vậy thôi là được một buổi ăn của Quang Dương rồi. Ok, để Quang Dương làm xong thì sẽ cho cả nhà thấy.